Sau đây là kết quả xổ số Đắk Nông thứ 7, ngày 5 tháng 11 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 5, 7. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 6, 8, 5. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 6862, 3182, 8443. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 4999. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 79724, 72627, 93705, 08219, 62544, 21662, 58271. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 25540, 13107. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 51154. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 69435. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 2317739. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 2317739.